Hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh chị 5 tính năng cũng như là 5 cái mẹo rất hay trên iPhone. Có nhiều anh chị sử dụng điện thoại iPhone đã 10 năm rồi vẫn không biết 5 mẹo hay này. Và mời anh chị xem video ngay sau đây. Đầu tiên, khi điện thoại anh chị có thông báo, nếu như anh chị không xóa thông báo đi thì thông báo sẽ còn nằm ở trên trung tâm thông báo như thế này. Bên cạnh trái ở trên cùng anh chị vuốt xuống, anh chị thấy ở đây có rất là nhiều thông báo. Nếu như dấu X xuất hiện, anh chị nhắn giữ, anh chị xóa tất cả thông báo. Cái này thì em đã hướng dẫn rồi, quá đơn giản. Nhưng anh chị muốn tắt thông báo từng ứng dụng như thế này. Ví dụ như bây giờ có một cái ứng dụng cáp kết thông báo, anh chị thấy phiền quá. Một là anh chị vuốt qua, vuốt nhẹ nhàng, vuốt đến khi xuất hiện cái chữ tùy chọn, anh chị bấm vào đây. Chẳng hạn như anh chị nhận được quá nhiều tin nhắn Messenger cùng một lúc thì anh chị có thể làm cách này để tắt thông báo trong một giờ, tắt thông báo cho hôm nay, hoặc là tắt thông báo vĩnh viễn. Cái mục màu đỏ này là tắt thông báo vĩnh viễn, đến khi nào anh chị bật lại thì thôi. Thì anh chị có thể chọn vào trong những cái tắt này, miễn sao phù hợp với lại cá nhân từng anh chị sử dụng. Nghĩa là bây giờ là cáp kết nó không thông báo nữa. Còn ở đây Gmail, Gmail ví dụ như trong cùng một ngày anh chị đang làm mà nó gửi tới quá nhiều, anh chị muốn tắt thì anh chị ví dụ như anh chị vuốt qua, vuốt đến cái chỗ tùy chọn thì anh chị chọn vào, anh chị tắt trong một giờ. Thì trong vòng một giờ nó sẽ không hiện nữa nha anh chị. Đó, bây giờ thì anh chị bật lên thì nó mới có nữa, còn không là nó tắt trong một giờ. Sau khi anh chị chọn tắt trong một giờ xong thì anh chị vuốt qua là nó mất. Còn đối với những ứng dụng mà anh chị chọn vào tùy chọn, anh chị tắt cho hôm nay thì nguyên ngày hôm nay nó không báo nữa, nó không thông báo cho anh chị nữa, cho dù có nhận cũng không thông báo. Và đến khi nào anh chị tắt luôn hoặc là xóa thì nó mới mất. Và quá nhiều ứng dụng như thế này, anh chị xóa đơn giản nhất chỉ có cách nhắn giữ vào dấu X, bấm xóa tất cả thông báo, vậy là xong. Đây là một cái mẹo mà không phải ai cũng biết. Mẹo số 2 đó là có một biểu tượng lạ trong camera của iPhone. Thì nhiều anh chị dùng điện thoại iPhone đời cao, khi anh chị mở camera ra, anh chị sẽ thấy ở đây có cái hình chiếc lá màu vàng. Có khi có khi không. Anh chị chạm vào thì nó có dấu chéo, mà anh chị tắt đi thì nó có màu vàng. Thì rất là nhiều anh chị thắc mắc là không biết đây là cái tính năng gì. Thì ở đây là chụp macro tự động. Chụp macro nghĩa là anh chị chụp cận cảnh, là kỹ thuật chụp các vật thể có kích thước nhỏ, hoặc là anh chị đưa lại gần, thì những chiếc máy có 2 hoặc 3 camera nó sẽ chuyển từ camera này sang camera khác tự động mà anh chị không cần phải hiệu chỉnh. Anh chị thấy ở đây có cây bút thì em để đây như thế này, khi anh chị tắt nó sẽ bị nghe và nó bị lệch, nghĩa là chế độ macro này nó đang dùng một cái ống kính khác. Khi anh chị tắt đi thì nó dùng một cái ống kính khác nên nó sẽ có một cái biểu tượng màu vàng là anh chị đang sử dụng tính năng chụp macro. Chỉ có vậy thôi. Nhiều anh chị tới hỏi em và khách hàng cũng không biết tính năng gì, thì hôm nay em có gặp một trường hợp, em cũng làm video này giới thiệu đến anh chị đây là một tính năng hay và hữu ích trên iPhone. Một cái mẹo thứ ba cũng là một cái tính năng cực kỳ hay hữu ích cho người dùng. Đây anh chị thấy trên iPhone có một cái hình nền màu hồng như thế này. Bây giờ em sẽ chuyển cái hình nền màu hồng này sang một cái hình nền khác. Thì anh chị chỉ cần vuốt từ trên trung tâm thông báo xuống, anh chị nhấn giữ vào khoảng trống. Lúc này nó sẽ cho anh chị chọn một cái hình nền khác. Ở đây là đang là cái chế độ bình thường. Anh chị vuốt qua, anh chị cũng thấy đây là một chế độ bình thường. Nhưng ngược lại, ở đây nó có cái chữ tập trung. Anh chị chỉ cần nhắm vào đây, anh chị bấm vào không làm phiền. Không làm phiền anh chị đang bật. Thì kể từ bây giờ nếu như
anh chị muốn chọn chế độ không làm phiền, anh chị có thể dùng cái tính năng này. Anh chị vuốt qua là nó sẽ đang ở tính năng không làm phiền, có cái hình mặt trăng. Vậy thì cái tính năng này nó mang lại cái lợi ích gì? Tại sao nhiều anh chị bảo không vuốt từ trên đây xuống bật cho nhanh? Nhưng anh chị lưu ý là hình nền màu xanh và một cái hình nền khác nó sẽ giúp anh chị dễ dàng phân biệt hơn. Đơn giản là khi anh chị chỉ cần nhìn vào cái hình nền là anh chị biết máy anh chị đang ở chế độ nào. Ví dụ như là anh chị đang ở chế độ nhận cuộc gọi, nhận thông báo, đang ở chế độ bình thường. Còn anh chị ở chế độ hình nền màu xanh này là đang ở chế độ không làm phiền. Và nếu như anh chị không sử dụng nữa, anh chị có thể vuốt từ trung tâm điều khiển xuống, anh chị tắt như thế này. Anh chị có thể đổi cái hình nền để chuyển sang chế độ bình thường. Tiếp theo đó là thông báo ở mục tin nhắn. Anh chị thấy tin nhắn của anh chị ở đây có quá nhiều thông báo, anh chị không muốn đọc và anh chị muốn mắc những cái số thông báo này thì có hai cách. Một là anh chị bấm vào anh chị đọc thì như thế nó sẽ quá mất thời gian. Cái thứ hai là anh chị xóa tin nhắn, anh chị vuốt qua anh chị xóa tin nhắn, thì cái cách này nó cũng mất thời gian của anh chị, hoặc là anh chị không muốn xóa. Vậy thì cái cách đơn giản nhất là anh chị bấm vào chữ sửa, sau đó anh chị chọn vào các tin nhắn, chọn vào đây, chọn cái dòng đầu tiên, sau đó anh chị bấm cái chữ đọc tất cả ở dưới cùng bên tay trái. Vậy là xong. Kể từ bây giờ thì nó không còn thông báo tin nhắn chưa đọc nữa. Mẹo cuối cùng là mẹo cực kỳ hay mà không phải ai cũng biết. Đó là khi anh chị muốn đánh dấu chữ, thường thao tác đơn giản nhất là anh chị chạm vào hai lần, sau đó anh chị di chuyển cái thanh này để anh chị đánh dấu chữ. Hoặc là anh chị muốn đánh dấu hết một đoạn thì anh chị chạm vào 3 lần thật nhanh. Nhưng còn một cái đánh dấu chữ nữa cực kỳ hay. Anh chị lấy tay nhắn giữ phím cách, bàn phím ẩn hết số, anh chị giữ vào một điểm, anh chị kéo, anh chị đánh dấu rất là dễ dàng. Cách này không phải ai cũng biết nhưng cực kỳ đơn giản. Và nếu như anh chị nào thấy hay thì anh chị có thể thực hiện thao tác này một cách nhanh chóng. Video đến đây là hết. Nếu như anh chị nào thấy hay, nhớ đăng ký kênh ủng hộ em. Em xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý khách và quý khán giả trong video tiếp theo. Chúc anh chị đang xem YouTube một ngày thật tốt lành. Em có một kênh phụ là kênh Gia Huy Uy Tín, chuyên bán phụ kiện, điện thoại. Nếu như anh chị nào quan tâm đến các sản phẩm ở bên em đang cần sử dụng thì anh chị có thể mua ủng hộ. Em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách.